Nếu các bạn từng theo dõi kênh thì có lẽ đã biết mình từng trên tay chiếc laptop Acer Predator 21X, có lẽ là chiếc laptop khủng nhất thế giới hiện giờ với mức giá 250 triệu và cấu hình không còn cái gì để bàn. Thì hôm nay mình cũng đã thực sự bị ấn tượng với chiếc GX800. Nhưng mà nếu các bạn chưa xem về chiếc Acer 21X thì các bạn có thể click vào link dưới phần mô tả video hoặc là click vào chữ Y ở trên góc này để cho hiện lên ngay bây giờ. Còn đây là chiếc GX800 đến từ Asus, dòng họ ROG Strix. Đây là chiếc laptop gọi là tương đối khủng khiếp. Với tất cả cái thông số khi mình đọc lên có lẽ các bạn cũng sẽ phải khá là choáng ngợp bởi mức giá của nó không hề rẻ. Nó có giá lên đến 150 triệu. Một chiếc laptop làm hoàn toàn bằng nhôm, nặng khoảng tầm gần 6 kg, nếu mình nhớ không nhầm là 5,6 cân. Đó, khá là nặng nhưng mà vẫn chưa nặng bằng chiếc Acer Predator 21X lên đến 8,8 cân. Thì chiếc máy này chúng ta có màn hình 18 inch với màn hình đây là IPS 4K. Một chiếc laptop với màn hình 4K thì thực sự là mình sử dụng cái màn hình này với cái màn hình 4K mà kích thước 18 inch thì cũng hơi phải căng mắt lên mới nhìn rõ được các cái biểu tượng cũng như chữ trên màn hình. Bật scaling lên thì mới xem được. Chúng ta sẽ có một cái vi xử lý Kabilex Core i7-7820HK. Nói chung là cái vi xử lý khủng nhất trên laptop hiện giờ mà các bạn có thể mường tượng được. Ngay ở trên cái phần nắp lưng các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có logo ROG làm kiểu tráng gương cực kỳ đẹp, kiểu mắt này. Xong hai cái giải đèn hai bên và tất cả cái chỗ này đều có thể sáng lên. Nói chung là đẹp mê ly luôn, nhìn phân tích luôn. Và toàn bộ mặt lưng được làm bằng kim loại, trừ cái giải này này là để cho anten bắt sóng của wifi, bluetooth các thứ làm bằng nhựa thôi. Có nghĩa là nhôm xước sờ cực kỳ sướng. Và chỗ này làm kiểu vàng bóng kiểu rose gold ấy. Đại khái là mình nhìn cái con này mình thấy thích luôn. Mặc dù nó rất to rất nặng nhưng mà nhìn nó vẫn giống cái laptop, không giống với chiếc 21X đến từ Acer Predator lần trước ấy, thì nó thực sự quá to, quá hầm bố, quá nặng. Còn chiếc máy này thì nó vẫn giống laptop, ý ra các bạn có thể đem được. Và bán kèm cho laptop ấy thì các bạn phải hiểu rằng là hãng bán kèm một cái vali. Đó, cái vali này nó to như vậy, bên trong chứa cái laptop và cũng như một cái cục to khủng bố ở đây. Cái này nó sẽ là tản nhiệt nước cho cái laptop của các bạn. Tức là các bạn sẽ để cái này ở bàn, các bạn đi đâu các bạn lấy laptop đi. Còn khi nào đem về các bạn chỉ đặt laptop vào đế, gạt cần xuống là máy sẽ bắt đầu kích hoạt tản nhiệt nước và cho phép bạn sử dụng cả hai chiếc đồ họa GTX 1080 ở bên trong chiếc máy này. Mình đã nói là nó có hai càng 1080 chưa nhỉ? Các bạn đã biết rồi là hai càng 1080. Ôi trời, kinh khủng quá. Và chúng ta có đến 64GB DRAM 4 2800MHz và các bạn có đến 1.5TB SSD. Nói chung là khá là méo mồm khi đọc cấu hình của chiếc máy này, mình thực sự bị ngã ngửa bởi vì là 150 triệu không phải là tiền ít đòi. Và chúng ta có những cái cấu hình kinh khủng khiếp như vậy. Nhìn sâu hơn một chút với laptop thì các bạn thấy là ở mặt trước chúng ta sẽ có logo Republic of Gamer ở chỗ này và hai bên màn hình sẽ là hai phần loa ngoài. Phần xung quanh bàn phím là bằng kim loại và dưới góc bên phải các bạn thấy có logo ROG cũng kiểu tráng gương và đèn LED RGB từ dưới chiếu lên rất đẹp và rất sáng. Đây là cái bàn phím chúng ta, bàn phím full size và Asus của nó là bàn phím Mactac Keyboard. Cảm giác gõ nó khá là giống cái chiếc Steel Series Apex mà mình từng làm ngày trước. Bấm nó khá là hay, thích hơn rất nhiều so với bàn phím cơ bản trên các laptop nhưng mà nó vẫn chưa bằng cái bàn phím cơ ở máy tính để bàn được. Đương nhiên rồi, ở bên trên nó sẽ có thêm một số nút, ví dụ là nút nguồn ra này, nút ROG này để vào ROG Center nhanh hơn này, có nút mode 1, mode 2, mode 3 để chuyển các chế độ profile trên máy, nút ghi màn hình này và nút tăng giảm âm lượng. Sang bên cạnh bên phải chúng ta có thể thấy là sẽ có phần khe hút gió vào. Các bạn lưu ý là hai phần hai bên này là gió hút vào và thổi ra đằng sau. Chúng ta sẽ có thêm hai cổng USB 3.0, một cổng cắm thẻ nhớ SD và một cái chấm nhỏ nhỏ tròn tròn đây là để cắm anten Wi-Fi. Đó là hỗ trợ cho các bạn có tần số sóng Wi-Fi khỏe hơn, nhanh hơn, bắt sóng tốt hơn. Nói chung là để dành cho anh em chơi game nữa mà không muốn cắm dây mạng vào thì cắm anten Wi-Fi và giúp bạn có một kết nối ổn định hơn và nhanh hơn. Ở bên cạnh trái các bạn cũng sẽ có một khe tản nhiệt như vậy, làm hoàn toàn bằng kim loại, sờ rất cứng và đã tay, giống cả bên kia thôi. Chúng ta sẽ có một cổng rất to hình chữ nhật và dài đây, cái này là để cắm sạc. Không phải đơn giản là một hình tròn để cắm sạc mà chúng ta một cổng cắm sạc to kinh khủng khiếp như vậy. Và để tháo ra, các bạn cũng không đơn giản chỉ là rút ra, phải bấm vào cái cục sạc này và dọn push để nó mới kéo ra được. Ngoài ra chúng ta vẫn sẽ có thêm một cổng mạng LAN này, một cổng HDMI cỡ lớn, một cổng mini DisplayPort, một cổng USB Type-C 3.1 Super Speed, một cổng Type-C nữa hỗ trợ Thunderbolt, một cổng USB 3.0 hỗ trợ sạc nhanh cho các thiết bị di động và cổng cắm dành cho mic và tai nghe được làm riêng, không combo. Và vì đây là chiếc laptop đắt tiền thì Asus cũng không hề quên cái phần quan trọng về thiết kế khi ngay ở cả mặt dưới trông nó cũng rất là đẹp. Mình cũng không rõ đây là nhôm hay là nhựa mà cảm giác là giống nhựa hơn. Và đây chúng ta có một ô cửa sổ để nhìn linh kiện bên trong. Mình cũng chẳng biết để làm gì khi mà làm ô cửa sổ như thế này, nhưng mà dù sao thì có hơn không. Đây chúng ta có tận 4 cái lỗ. Chỗ này là lỗ để gắn vào cái đế nước ở đây. Đó, lỗ ở đây, lỗ ở đây. Các bạn chẳng đặt lên phát, gạt cái này xuống. Vậy là chiếc máy đã được bơm nước và có thể hoạt động mát mẻ hơn rất là nhiều so với cái quạt thông gió cơ bản.
Đấy, đằng sau bạn nhìn thấy chúng ta có rất là nhiều lỗ. Những cái lỗ này để cho nước chạy vào và cũng như là để truyền tín hiệu nhận biết là bên trong cái bộ tản nhiệt nước này nhiệt độ như thế nào, quạt quay ra làm sao, bla bla bla. Và chiếc laptop này rất to, thế nên là Asus cũng cho chúng ta cục sạc to không kém. Đây là cục sạc của chúng ta. Thực sự thì nó to bằng viên gạch đặc dùng để xây nhà, khá là nặng. Và không phải một mà là hai cục mới đủ cấp điện toàn bộ ở chiếc máy này. Nếu các bạn chỉ có một cục sạc và đem đi một cục theo thôi thì vẫn có thể sử dụng được chiếc laptop bình thường. Nhưng mà nếu muốn hết công suất, các bạn sẽ cần hai cục. Một cục cắm vào laptop và cục còn lại sẽ cắm vào ổ tản nhiệt nước của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ miêu tả cho các bạn cách gắn cái máy này vào trong bộ tản nhiệt nước của chúng ta. Thì cái bộ tản nhiệt nước sẽ để như thế này trên mặt bàn. Chúng ta sẽ thấy là có 4 cái đinh, gọi là cái đinh hay là 4 cái lẫy lòi lên từ cái đế. Các bạn chỉ cần đặt laptop vào. Đây, mình sẽ miêu tả các bạn xem, đặt cái phần sau này vào nha. Rất là dễ thôi. Họ sẽ có một cái mũi tên để chỉ hướng của các bạn, sẽ căn đúng vào giữa, đặt xuống một cách nhẹ nhàng và gạt gần này vào. Bạch. Vậy là đã hoàn thành. Nó rất đơn giản thôi, đúng không nào? Khi các bạn cần tháo cái máy tính ra để đem đi, bấm vào đây. Đó, vậy là đã được tháo ra và chỉ cần nhấc laptop lên. Vậy là xong, rất đơn giản đúng không nào? Mình đặt lại cho các bạn xem. Đó, đặt xuống, chắc rồi đúng không? Gạt này phát, xong. Còn không muốn tháo ra, bấm vào đây. Đơn giản như vậy thôi. Thực sự thì chiếc laptop này đem lại cho mình rất nhiều cái thăng bậc cảm xúc khác nhau. Và mình không biết miêu tả như thế nào. Mình sẽ tóm gọn lại trong mấy lời sau. Thứ nhất là với hai cặp GTX 1080, 64GB DRAM 4, 1.5TB SSD, chip Core i7-7800HK và màn hình 4K, thì mình nghĩ rằng bất kỳ một game nào các bạn ném vào đây đều có thể chơi được mượt mà như phết bơ. Chúng ta còn có bàn phím cơ với đèn LED RGB, hai cái logo ROG ở cả trên bàn phím lẫn ở trên lưng máy cũng có RGB. Toàn bộ máy, gần như toàn bộ máy làm bằng kim loại rất to, nặng, chắc chắn. Các bạn sẽ có một cục tản nhiệt nước kinh khủng khiếp ở đây, đại khái là vứt ở nhà để khi nào về nhà cần quẩy game mắc cấu hình thì chỉ việc đặt lên rất nhẹ nhàng, đơn giản thế là xong. Còn khi đi thì việc nhấc ra. Thực sự là với mức giá 150 triệu thì đây đúng là một chiếc máy đắt sắt ra miếng. Nhưng mà so với nhu cầu của mọi người thì mình không nghĩ rằng đây sẽ là thứ mà tất cả mọi người cần. Nhưng mà chúng ta đã được thấy cái sức mạnh của Asus và những gì họ có thể làm được tạo chiếc laptop tuyệt vời và kinh khủng game như thế này. Và mình nghĩ rằng ở mức giá 150 triệu thì có lẽ sẽ có một số người để ý nó hơn so với là chiếc Acer Predator 21X mình nói trước là có giá đến 250 triệu. Với cấu hình khủng bố như này có thể nói gần như là ngang nhau. Chỉ khác là chiếc Acer Predator 21X thì chúng ta sẽ có màn hình ultra wide 120Hz, chúng ta có màn phím cơ và có lẽ là như vậy thôi. Còn chiếc máy này thì thực sự mình rất là ấn tượng khi mà trên tay trong video hôm nay và hy vọng rằng trong tương lai mình sẽ có thêm nhiều thời gian để sử dụng nó. Để đánh giá chi tiết cho các bạn xem cũng như là để thỏa mãn sự tò mò mọi người để xem chiếc laptop khủng khiếp với hai con GTX 1080 cũng như là màn hình 4K, 64GB, 1.5TB SSD thì sẽ làm được cái gì. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên bấm nút like và subscribe với kênh để theo dõi nhiều video khác trong tương lai. Và mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều video nữa thú vị gửi đến mọi người. Hy vọng anh em cảm thấy video vui vẻ nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong các video khác.